Minh Tô mang vào là 55 ngũ hoa và 5 thể lực. Trong khi đó thì Shaman King là 60 ngũ hoa anh em ạ. Xoay đồ của Shaman King trước. Cái băng rồng. Ok, xong đồ của Shaman King. Bây giờ thì xoay đồ của Minh Storm. Nào, chúng ta sẽ cùng phân tích đồ của Shaman King thôi em ạ. Sẽ phân tích đồ của Shaman King, bởi vì xem Shaman King mặc bao nhiêu choáng trên người nhá. 40 choáng này. Ngựa thì không có choáng còn soi anh em ạ. 80 choáng em ạ, có 80 choáng thôi. Mà chắc chắn Minh Storm là một ác côn lôn đánh theo kiểu biến thái rồi. Vừa cộng vào bùa và vừa cộng vào nội công, đánh theo đường của lôi động cửu thiên. Nên chắc chắn Minh Storm sẽ có thêm cả bùa âm tông đánh nội công nữa. Rất khó chịu. Nào anh em thử dự đoán cho mình xem ai sẽ người giành chiến thắng nào. Shaman King là quán quân của cái bang, còn Minh Storm là quán quân của côn lôn. 20 giây, không biết có kịp cho em xem cái kháng hỏa của Minh Storm không. Xoay nhanh nhá, 12 kháng hỏa này. 12, 14, 26, 26, 12 38, có 38 kháng hỏa thôi, trận đấu bắt đầu. Nhưng nếu mình nhớ không nhầm thì trong cái bùa thanh thiên địa chọc của côn lôn nó cũng có thêm cả kháng hỏa nữa. Để bình chọn cho Minh Storm anh em sẽ lên cho mình chữ M nhá. Còn bình chọn cho Shaman King cái bang thì lên cho mình chữ S. Đã lên được bùa mê thu ngào ảnh rồi. Và có lẽ bây giờ lên được cả bùa của âm tốc đánh nội công nữa. Vậy là tốc đánh nội công của Shaman King sẽ bị mít đi một bậc. Cái đai của côn lôn có 20 kháng hỏa nữa à? Mình cho em xem lại. Ok, thế vậy là rất nhiều kháng hỏa anh em nhá. Từ thanh thiên địa chọc tới những món đồ khác thì lượng kháng hỏa của Minh Storm là rất nhiều. Tuy nhiên thì choáng của Shaman King chỉ có 80 thôi. Chúng ta đang đến với trận đấu cuối cùng trong vòng 1 của Võ Lâm Minh Chủ xem vào tụ hiền trang. Ngày mai chúng ta sẽ diễn ra 16 trận đấu em nhé. Đó là 8 trận đấu của những cao thủ ở nhánh thua trong ngày thi đấu hôm nay. Và 8 trận đấu của những cao thủ thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay nữa. Tí nữa mình cho em xem lịch thi đấu chi tiết. Dự tính thì chúng ta sẽ đánh Võ Lâm Minh Chủ trong vòng 5 ngày, từ ngày 12 tới ngày 16 là sẽ kết thúc, để kịp thời cho anh em sẽ diễn ra một trận công thành. Thì tuần này chúng ta đã đón nhận thêm một sự bộ đổ bộ mới của một bang hội, đó là Kim Long. Minh Storm vẫn đang di chuyển, mình nghĩ là đang câu mana của Shaman King thôi. Bởi vì đang ở Colosset, nếu cộng theo con đường biến thái này thì sẽ không nhiều anh em ạ. Ở Võ Lâm Minh Chủ lần này của chúng ta thì 100 triệu đồng tiền mặt sẽ được chia theo các tỷ lệ như sau. 60 triệu đồng dành cho ngôi vị vô địch và bang hội của họ, 30 triệu đồng dành cho top 2 và bang hội của họ, 10 triệu đồng dành cho top 3 và bang hội của họ. Và đối với top 4, top 10 chúng ta sẽ nhận những phần thưởng in game. Vâng, vậy là Minh Storm đã bắt đầu có tình huống đáp trả rồi em ạ. Nhưng bóng đèn cũng đã nổ rồi. Đây là thời điểm mà Minh Storm sẽ phải thật thận trọng. Bóng đèn nổ, nó là một trong skill 10 hãy của cái bang. Nó sẽ làm cho khả năng phòng hòa của đối phương sẽ giảm xuống rất nhiều. Khi đó thì bốn rồng của cái bang thực sự sẽ là nguy hiểm anh em ạ. Em đừng quên đây đang là quán quân của hai môn phái, đó là cái bang và côn lôn.
họ đã phải vượt qua 48 trận đấu cùng với những người anh em trong hệ phái của mình để giành một tấm vé tham gia vào Võ Lâm Minh Chủ lần này. Không phải là những cao thủ bình thường anh em ạ. Trận đấu cuối cùng, và mình thấy được rằng là anh em đang có phần e dè để đưa ra ý kiến bình chọn cho người thắng cuộc ở trong trận đấu này. Một trận đấu rất khó để tính toán. Vâng, để bình chọn cho mình Sở Tôm, anh em sẽ lên cho mình chữ M nhá. Còn để bình chọn cho Sa Man King thì sẽ lên cho mình chữ S. Các em rất là nhiều. Sáu phút 20 giây, mình Sở Tôm đã lên ngựa để phủ bùa và tiếp tục xuống ngựa để phản công. Có cả bùa tốc đánh nội công và bùa mê tung ảo ảnh nữa. Vâng, khán giả của chúng ta đang chia thành hai luồng ý kiến em ạ. Một nửa thì đang nghĩ rằng chiến thắng sẽ thuộc về cái bang của Sa Man King, và một nửa đang nghĩ rằng chiến thắng sẽ dành cho Côn Lôn Minh Storm. Minh Storm vừa rồi đã có một tình huống phải phát động lưỡng nghi chân khí rồi. Việc đó đồng nghĩa với máu của anh đã tụt xuống dưới 20%. Tuy nhiên thì khả năng gây choáng của Minh Storm vẫn là rất tốt. Sa Man King cũng đã bị đứng hình khá nhiều. Có những nhận định rất rõ ràng khán giả của chúng ta. Nếu như KO, knock out thì cái bang giành chiến thắng. Còn nếu xét về đam thì Minh Storm khả năng cao sẽ vượt trội hơn. Nhưng đó mới chỉ là suy đoán thôi. Bởi vì khi tiếng còi kết thúc trận đấu chưa vang lên thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Thậm chí là cả những tình huống knock out của Côn Lôn nữa sẽ giật rất kinh. Em thấy không? Bất động rồi. Sa Man King không có cơ hội để nhấc tay. Đó là sự nguy hiểm được kết hợp bởi mê tung ảo ảnh và lôi động cửu thiên. Một skill của đường bùa và một skill của đường xét. Máu tụt rất sốc anh em nhé. Côn Lôn nếu để dồn quá 3 giây đam thì máu tụt như vừa rồi em thấy được rằng là nhiều như thế nào. Một lối đi mới dành cho Côn Lôn ở trong các trận đấu solo. Họ sẽ cộng theo một con đường biến thái, cộng vào cá bùa và cả xét nữa. Máu tụt rất nhiều anh em kìa. Minh Sở Tôm phải cần hạn chế những tình huống như vừa rồi nếu như không muốn knock out bởi Sa Man King. Xét đứng hình luôn em ạ. Nó làm chúng ta nhớ tới những pha chụp ảnh thần thánh của Trầm Cảm, Võ Lâm Minh Chủ trong kỳ siêu cấp của server cổ Mộ Đài. Một cách PK khá giống em ạ. Nhưng với Trầm Cảm thì anh lại lựa chọn con đường đó là ngoại công, đi theo Ngạo Tuyết Tiêu Phong. Còn Minh Storm thì đang là lôi động cửu thiên. Trận đấu đã bước vào trong nửa sau rồi. 3 phút 20 giây. Để hai cao thủ chúng ta tìm cho mình những lợi thế. Máu của cả hai đều tụt, chứ không chỉ riêng có Minh Storm. Sa Man King cũng có những tình huống trắng máu kìa. Sa Man King lên ngựa rồi. Điều gì đang xảy ra? Anh đang sợ một điều gì? Bóng đèn lên rồi. Đáng tiếc là không có cơ hội knock out của Sa Man King. Và ngay lập tức là một pha đáp lễ của Minh Storm. Anh em thấy không, tình huống mà Minh Storm đã trắng máu, nhưng ngay sau đó anh đã có một pha đáp trả để kết liễu được Sa Man King cái bàn và giành quyền đi tiếp. Quá hay. Trận đấu cuối cùng của vòng 1 của ngày thi đấu hôm nay với một pha knock out đến từ Minh Storm, xin chia buồn cùng với Sa Man King. Ok anh em, mình xin công bố kết quả em nhé. Trận 16
Mình sờ tôm, đã sờ tôm rồi biết rõ thế. Lắng nghe em nha. Rồi.